Hồng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Hồng Sơn sẽ cùng anh Hiển vào nhà hai ông cháu để cập nhật công việc, tiến độ làm việc của gia đình hai ông cháu. Đồng thời có những việc cần hỗ trợ đội thợ thì chúng cháu sẽ hỗ trợ và làm những cái công việc mà chúng cháu có thể giúp được. À, hôm nay Si là cái hôm nay đến giờ phút này là Si là các anh thợ là đã vận chuyển xong rồi đấy, sắt cũng xong rồi. À, bây giờ ông với cháu dọn xong sao cho khu này sạch sẽ một tí này, xong rồi mình xếp gạch kia để xuống đây. Cái cây này có cần thiết lấy không? Lấy cái cây này. À, thế thì mình... À, vâng. Cái này trên này, cái kinh trên này xếp ở kia rồi. Sợ mấy nữa mình đi lại còn vướng không? Không vướng đâu. Đây là châu bò nó không đi lại, chỉ có người đi thôi. À, ok. Thế cũng xếp gọn gàng vào, thế thì... Đi đường kia đi khó lắm, xếp xin măng rồi. Ok, ok. À, thế thì mình xếp ở đây gọn xong rồi xếp xin kia. Không ạ? Mấy cái này này, chứ mình không để đường thế đâu, nó hỏng ấy. Với rơi với con gái là thì vận chuyển cũng khó rồi. Vâng. Bây giờ ông mà có rơm thì ông lấy rơm ra đây thì cháu dọn chỗ này xong rồi. Rồi mình xếp vào đấy. À, thế là thợ là vận chuyển hết vật liệu xong ngồi nghỉ ngơi. Thế thì bây giờ hai ông cháu mình làm. Bằng được nhỉ. Đặt vào đây. Cái này phải thật bằng vào không ạ? Nó canh phát là nó vỡ đấy. Cái gạch nhỏ này chỉ có nhiêu đây thôi ha? Vượt chuyển thì nhiêu đây thôi đúng không? Chứ ông để linh tinh thế đâu. Không rồi mấy đứa chẳng may ngồi va phải vào là nó hỏng ấy. Thế thì hôm nay vận chuyển mấy cái kèm để gọn cho ông đó, để mai thợ nó làm đào móng. Mày đi đâu ơi? Anh khuôn ở đây khuôn gạch. Có khuôn được gạch không? Ông để cháu làm xem nào. Cái này phải khanh thật tử tế, cẩn thận vào. Chỉ cần xảy một cái thôi.
năng là cái dưới kia mà thì cũng phải chuyển đến đây không ạ? Chứ để dưới kia người ta xây dựng gạch ngói cái đường đào ấy. Nặng đấy, nặng với cả nó là cái đồ dễ vỡ. Thôi vận chuyển xong rồi ông đi cắt cỏ nhỉ? Mày cắt cỏ cho cháu chứ. Năng dưới kia cũng phải để xem một chút để không không thì phải chuyển lên trên kia thôi. Cái này là cửa chuồng gà nó chui ra chui vào à? Ừ. Thì đây không ổn. Chỗ này cũng vướng. Cứ mang lên trên kia để ông ạ. Đúng rồi, ông lên trên kia đỡ. Thật cẩn thận nhá. Khỏe đấy nhờ. Cái này nặng thế vào ông về. Mạnh ơi, Mạnh giúp vượt chuyển gạch này ra đây Mạnh. Lấy cái gạch này để ra ngoài này. Đây gòn gòn vào này. Mạnh ơi, giúp anh làm cái này một tí. Lấy nhặt gạch này này. Để ra ngoài này. Có làm được không? Xong một tí ông cắt cỏ xong, nếu mà còn thời gian thì ông dọn dẹp vào đây một tí để mai đào móng. Bị hai cái một thôi Mạnh ơi, một cái một thôi. Bị ít thôi. Khỏe thế. Bị để ra ngoài kia nhá. Để ra đây, anh vào đây. Mà bị một cái một thôi. Bị nhiều quá. Đây. Bị một cái một thôi. Một cái thôi nhá. Nhiều quá thì nặng nhé. Xong anh bảo này, Mạnh xếp cho nó gọn gàng vào này. Nhá. Xếp gọn gàng nó không đổ. Cái một thôi.
sắp được nhà mới rồi, có thích không? Hả? Thích không? Thế thì bê gạch đi, bê một viên một thôi. Một viên thôi. Thép bằng mỏng và thép mà. Thép, thép dập thép, bực bóng kho, kho tư tư nặng. Đây. Bạn ấy cháu đã cùng ông dọn được cái đống ở dưới kia sang để gọn rồi. Vâng. Để gọn để lúc mà mình đào móng xây lên nó đưa vướng. Vâng. Vì gạch này nó dễ vỡ. Vâng. Thế ở trên này bây giờ mình để như thế là nó cũng chưa gọn được lắm. Mà để như thế thì chẳng may va bước vào là nó vỡ. Vâng. Thế bây giờ mình cùng nhau sắp xếp để ở chỗ cạnh đường này. Vâng. Làm cho nó phẳng lì đi. Vâng. Cần thiết thì ông đi tìm một ít ra dơm về như hôm nãy không để vào. Không mất sự bình thường. Chú này đặt xuống à? Trên đấy có dơm mà không? Có rồi. Có nhiều không? Ông lấy về xuống khoảng 2-3 bó đi. Một bó rồi. Chậu này một tí măng để trong nhà vì nó nhẹ. Trong lá. Để đây. Mang được tạm đi. Thì một phần tí một phần chắc để chín này. Chỗ này có được. Để trên đấy thì sợ bắt cây các thứ nó có vướng vào không? Cây thì cái số này thôi. Khi lấy mai lấy đi ra hết rồi. Chắc để đấy trên này à? Ừ, để đấy một phần ở trên một phần. Mới hết được nhỉ? Vâng. Ý hiểu nó chắc đi chỗ này để đây. Dơ dạ, mình giải dưới một tí nữa. Thế ông phải giải dọc không ạ? Ủa, giải dọc. Đúng rồi. Rồi. Đây chắc được khoảng 4 chồng. Cái này là bà con cũng hộ vườn chuyển xuống à? Vâng. Ông còn... cũng trực tiếp vườn chuyển luôn chứ? Ừ, không có hộ vườn chuyển mà. Ngày đầu ông còn làm. À là vận chuyển sang là mình cứ lấy cái dơm làm thành thành vòng tròn xong để lên trên đầu à? Vâng, cái này đấy. À, cái đặt lên trên đầu luôn. Vâng. Cái đầu không đầu. Bà con cũng sáng tạo ghê. Chứ nếu mà đi xa mà mà khuân như bây giờ khuân thì không được đâu ông nhờ. Vâng, cũng được. Đi sao mà khuân như thế thì thế phải anh ơi, người nhắc cho hai người nhấc lên đầu. Ừ. Là từ trên cái đường xe kia xuống đến đây là đi một mạch luôn à hay là phải nghỉ chứ ông? Không mệt lắm mà
Mới đi được thì một mẹt, mới không được rồi phải nhìn. Xuống. Cái bàn bà nó không làm được ấy. Tấm thế này nó làm hải xiên. Mình phải để gọn gọn nó ông ạ, không thì va với vùng ám vớ một hai cái thì tiếc lắm. Vâng. Vứt người cái đấy nó xuôi. Ừ. Làm hai chồng ở đấy đi. Cái này một chồng của nó là 5 viên à anh, hay là 10 viên? 5 viên thôi nhỉ? 4 viên. Một cái sấp này 130 cân mấy ông nhỉ? Có đấy, 30 cân đấy. Chưa thấy trước kia xuống mất một buổi sáng không? Cái kia một buổi sáng hết không? Một buổi không, chưa không hết được mà. Cả ngày hết à? Hai ngày đấy. Hai ngày à? Ừ. Xong rồi ông bảo mọi người là khi mà nghỉ ngơi các thứ là không được ngồi lên trên gạch đâu. Vâng. Nếu mà người ta không biết, người ta cứ kiểu ngồi lên trên đấy mà nghỉ ngơi thì chẳng may nó vỡ ấy. Vâng, đúng rồi. Biết là chỗ đấy có xếp được không? Được không? Sao nó nằm quá không? Nó nằm đấy. Chỗ này thì dốc. Chỗ này không được đâu ông ạ. Chỗ này đi lại cây các thứ là như chỗ để chỗ ông là còn tạm. Để chỗ đấy đi ông ạ. Thế cái này để nằm xuống à? Để nằm luôn nhỉ. Để nó xong rồi. Có thể chống bần cái này vào đây nhỉ. Rồi ok. Bây giờ cái này cái rơm này cứ để giải xuống này. Cho nó thụt lùi hẳn xuống. Từ chi kia xuống ông đi được mấy chuyến? Hả? Nó một ngày được 6 chuyến rồi. Một mình ông cũng đi được 6 chuyến à? Vâng. Từ 11 giờ đó làm đến 6 giờ. Ai nhớ hộ ông? Hả? Ông tự nhớ à? Tự nhớ cơ mà, lúc đầu à? Tự nhớ lên đầu á? Vâng, chú bốc xuống trên đi. Chỉ lấy xe vô đi đẩy thì mấy người hãy bừng rừng hay tấm thế này. Đẩy đến nhà, ông thử trên đi. À.
chập chập ạ. Ông để cho nó đừng cập kênh là không sao đâu. Rồi rồi không sao. Ông cứ để cho nó hai bên trên nó có chỗ bám được. Đi chìm luôn. À thế là lấy xe rùa đẩy xuống. Thì xuống chỗ dốc kia đi kiểu gì được? Một người kéo một người đẩy à? Một người thôi. Thì từ xuống. Mình phải xếp cho nó đều gọn, xong rồi quá trình mình làm đỡ phải va vấp vào nó. Chắc chỗ này không có gì vướng bận bỏ được không nhỉ? Không, không có gì. Không hết được gì để đằng sau. Mệt đúng không? Mệt có mệt nóng lắm. Chỗ này có để được không? Để dưới rồi. Ôi, vậy đã xong. Thế là chắc chắn rồi. Xong rồi. Hết rồi đúng không? Hết rồi. Thế bây giờ mang cái này đặt lên nhà. Ông có cái ớt này lâu năm rồi à nhỉ? Ừ, 2 năm rồi. 2 năm rồi à? Ừ. 2 năm thì bây giờ cứ vừa chuyển vừa liều xuống đây, có khả năng lúc nào ông rảnh ông đào nó đi trồng chỗ khác, trồng ở vườn này. Giờ thế này trồng thì biết sống được. Mới tới cái gian này giờ chốc nó lên.
cái buồng này nó bằng inox nên là mình để chỗ nào nó thật sự không có người đi qua lại. Vâng. Không là cứ để ở dưới tôn kia này. Và vấp nó là nó méo, không hay, không đẹp nữa đâu. Để trên pro kia. Được không? Dưới, ở dưới đi. Thì dưới này á? Ừ. Thì tạm đây vậy. Phải là sau một thời gian tích cực làm công việc vận chuyển xếp gạch với hai ông cháu là đã xong rồi đấy. Vâng, xong rồi. Bây giờ là tầm thôi là gạch ốp này, ốp lát này là mình đã vận chuyển để nơi an toàn rồi. Vâng. Thì sau này làm xong thì thợ chỉ việc mang vào lắp thôi. Chứ vâng. Mấy cái chỗ mình vừa sắp xếp đấy thì nó không vướng đi lại rồi, đúng không? Vâng. Ôi. Vận chuyển này ông gặp đấy mệt không? Ừ, mệt được tí đấy. Mệt nhưng vui nhỉ? Vâng. Có vui không? Có. Cứ cố gắng làm thôi nhỉ ông nhỉ? Vâng. Bây giờ là xong cái này chưa tối thì ông đi cắt cỏ cho cháu tiếp à? Vâng. Nhưng mà phải nghỉ ngơi một tí đã nhá. Vâng, tí. Có gặp đấy mệt không? Cũng bình thường thôi chứ nhỉ? Bình thường thôi. Mà thấy chảy mồ hôi nhiều. Cái này cũng thì... hơi nặng một chút nhưng mà hai ông cháu mình hỗ trợ nhau làm ấy. Vâng. Đã xếp gọn rồi. Vâng. Vậy là sau một thời gian làm việc tích cực với cháu Sơn với ông đã vận chuyển và sắp xếp gạch ốp lát đến nơi an toàn để không vướng bận đi đường đi lại, xong rồi là nó không vướng cái chỗ thợ thi công. Bây giờ có lẽ là cũng mệt, sau một thời gian làm là cũng mệt rồi. Thì cháu Sơn với ông xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị, chúc quý ông bà cô chú anh chị và quý vị khán giả lời chúc sức khỏe, lời chào. Chào các bác các chị nha. Tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Mm-hmm.